Theo thống kê của ngành y tế Đà Nẵng, hiện nay số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố ghi nhận thấp hơn năm ngoái. Tuy nhiên, hiện đã vào mùa cao điểm của dịch, nguy cơ bùng phát là rất lớn. Vì vậy, ngành y tế và các địa phương đang tập trung các biện pháp phòng chống, ngăn dịch lan rộng. Ghi nhận của phóng viên Đà Nẵng TV tại quận Sơn Trà. Trung tâm Y tế quận Sơn Trà cho biết, trong tuần qua trên địa bàn quận có thêm 29 ca mắc mới sốt xuất huyết, nâng tổng số ca bệnh từ đầu năm đến nay lên 383 ca, thấp hơn một nửa so với thời điểm này năm ngoái. Với đặc thù dân số đông, lại có nhiều khu nhà trọ, khu tái định cư đã hình thành khá lâu, nên nguy cơ dịch bệnh bùng phát tại phường An Hải Tây là rất lớn. Ra quân dọn vệ sinh, diệt lăng quăng bọ gậy là biện pháp căn cơ đang được địa phương triển khai thường xuyên. Tuyên truyền cho bà con là cũng theo dõi tình hình bệnh tật để mà có tính chắc là phòng hờ phun thuốc diệt như đây thì bà con cũng phấn khởi, cũng mong muốn là diệt được bọ gậy lăng quăng để giảm bớt cái dịch bệnh. Ngoài giám sát dịch tễ, đến nay ngành y tế quận Sơn Trà đã phối hợp các địa phương kịp thời phát hiện và xử lý 36 ổ dịch sốt xuất huyết nhỏ, ngăn chặn không để dịch lây lan diện rộng. Các phường có nhiều ổ dịch là An Hải Tây, Nại Hiên Đông, Thọ Quang. Đối với những ổ dịch được phát hiện thì chúng tôi sẽ hướng dẫn người dân và tuyên truyền cách diệt lăng quăng bọ gậy, và sau đó nếu có chỉ số muỗi và chỉ số lăng quăng bọ gậy cao, chúng tôi sẽ tiến hành xử lý bằng phun hóa chất phòng chống muỗi hai lần và sau đó kiểm tra lại các chỉ số muỗi để xác định ổ dịch mình đã hoàn thành.